mấy ký ra? Mày lấy 4 ký. 4 ký. Này anh em, tôi làm cái mồi cái lóc bông ơi. Làm gì em ta? Hấp hả? Hấp mỡ. Hấp mỡ. Con nu rồi trời. Cứng dữ rồi. Con này cũng lớn tuổi chứ. Vậy thì cứ nhắc. Cứng thiệt quá. Quá thì cứng. Nghe hả? Rồi tát cái là mấy cá tra 2 ký là đứt lìa luôn á. Đù. Trứng nào? Ủa, ở trứng nè. Nè. Nhỏ nè. Mới tượng hả? Đù mới, này mới, có mới tượng đâu mà tại nó không có trống, không có con đực. Không có trứng đâu trời. Cái mặt bể luôn nha. Cái còn hai hả? Còn hai mới hết cái gì bự quá, đâu bỏ hết. Rồi mà gì vậy? Đâu đủ nhắc tôi cả đó đỏ đỏ vậy đủ má quý thiệt quý ơi ngon có lý ừ trầu rồi bộ gỗ cái mặt là ngon nhất mặt là ngon trong cá đâu rồi trời đó nó bỏ gì ơi. Cái gì nó dừa hả? Thêm nước chứ bỏ hành ra, bỏ tay chứ, cho nó chín, cho nó không chín trên nè. Cục không nó quên cái cục ngay dao nó không có được đủ đồ ha chứ thiếu lắm đi có xà lách có thơm đó lách có thơm rồi bút vô
ít bún rồi, để bún nhiều quá đo. Đây còn đây mấy bước quan trọng nè. Nhiều nhiều mới ngon cá. Để lấy xương. Này xương cũng bự bự mà. Trời ơi trời ơi, cuốn hả? Tại bún á. Gì vậy? Bún, hả? Bún thôi chứ cá thịt nè. Cá chừng nửa ký rồi. Cá nửa con, nửa con. Ơ mà cá bự không sao. Cá này tới 4 ký rồi mà. Cá đâu có bỏ vậy nè. Nửa con không sao đâu. Vậy kêu nói chuyện được con liền á. Đó là. Cho nó dai thiệt quý. Ha, thịt dai ngon, gọi là tưởng đâu nó dai, thịt dai ngon. Ừ. Thường thường nha. Chứ bự lừa được. Thịt nó dai vừa dai. Ngọt cũng ngọt. Ngọt. Ừ. Đúng cá bự như mình gói nó ít cái bị xương này, cá nhỏ, cá lóc lòng mình gói xương luôn. Có xương xương này xương bự. Xương bự đã. Ngon quá. Ừ. Thịt nó dai rã được chứ? Dai, mấy em ăn miếng trước nó dai thiệt. Quá ngon. Rồi, đây giờ cái bụng cá nè. Quá trời. Mời cô Tư. Thưởng thức cái ngụm cá của ông ơi. Ngụm quá ngon. Trời bự luôn rồi. Những mắm chua có mắm chua chưa? Cay quá thì chấm này nè. Để nó ngon hơn ngụm cá đậm mình không? Thì để cái mọc á, nó ngon, bổ. Ừ. Ngon quá. Cắn mà. Cắn đại gì nhiều đó. Ừ, ăn gì mới đã. Ờ rồi. Béo. Ừ. Đã quá. Nè. Thôi hả? Quá trời đã. Quá trời hả? Béo dữ không ạ? Béo quá trời. Ngon quá. Có hai bọc. Ăn cái trứng nè. Ừ. Cái trứng. Cái trứng. Trứng béo quá. Ăn quá trời bự. Cả 4kg á. Ừ, đúng rồi, 4kg. 4kg. 4kg thì mình ốm. Giờ mình làm cái đầu luôn nha cả nhà ơi. Cũng hết luôn rồi. Chóc hết rồi. Chín quá. Sao không nhỉ? Đầu béo à. Cái này bên cái má. Con đi con xử cái sọ. Sọ xương không à, hai người lớn tuổi. Trời ơi. Trời gì bác ăn lắm ấy. Thấy cái thức thức ngon đó. Ngon. Đầu chia ba người. Đầu quá trời đầu. Trời ơi. Kinh khủng này chứ. Hả? Cái này mà mình nên ăn hết cái đầu mình nghĩ ăn luôn. Cái đầu ăn đó đâu. Không ăn cá mấy ký giờ hết cũng hay chứ ngon mà. Cái răng đó nè. Coi đi răng này. Răng nó như răng thỏ, răng chuột kia trời. Nãy cắt bỏ rồi đó. Ừ. Bởi vì nó táp, cá trà 2 ký nó táp cái là nước cầm heo luôn. Bên Điền Sáo là ăn cái gì? Cái mép hả? Cái má hả? Quá béo. Quay cái bà sọ cái mặt sọ, đó, đó. Đù, trời, cái kìa.
dữ dằn dặn. Quá béo. Mắt nó đảo mà. Quất mắt luôn hả? Mắt nó nhỏ à, mắt cá lóc nhỏ. Mắt cà phê mới bự. Mặt sáng mắt hả? Nó đậu giống như đậu cá thấu hả gì trời? Ừ. Quá trời luôn. Đậu nè, nó quá sợ. Bác sợ. Quay bên kia bên trong quay. Dữ dằn thì cù. Ngắt luôn á. Ngắt. Đu mà, đu là cái đầu không ai ghê mà đu mọi người nút hết chân không còn cái gì cho cái xương không. Nó quá trời ơi. Quá ngon quá ngon. Quá béo quá béo. Hết luôn thì cái này chắc hồi mình ăn từ từ đi. Ừ. Bây giờ mình tạm dừng video này nha các bạn. Bye bye, cảm ơn các bạn ơi. Bye cả nhà ơi.